Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Hầu hết trong số 2,3 triệu người sống trên giải Gaza đang trải qua tình trạng không điện nước và với hàng trăm cuộc không kích của Israel vào giải đất hẹp, họ không có nơi nào để chạy lãnh thổ của người Palestine một trong những nơi chật chội nhất trên trái đất bị tấn công liên tục từ hôm 7 tháng 10 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Các quan chức y tế ở giải Gaza cho biết vốn đã hoạt động chập chờn, chạm điện duy nhất của giải Gaza dừng chạy từ hôm 11 tháng 10 vì hết nhiên liệu, không có điện nước. Người dân ở giải Gaza sống hoàn toàn trong bóng tối khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh sáng từ những quả cầu lửa và đèn flash từ điện thoại. Tôi đã sống qua tất cả những cuộc chiến và xâm nhập trước đây, nhưng tôi chưa từng chứng kiến điều tồi tệ như thế này. Yemen Hamad, 35 tuổi, cho biết nhà của người đàn ông bốn con đã bị san phẳng trong một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn ở phía nam giải Gaza. Tại bệnh viện Khan Yunis, cũng ở miền nam giải Gaza, nhiều người thân xếp hàng chờ bên ngoài, nhà xác quá tải, nơi các thi thể bị xếp trên sàn nhà vì phòng lạnh đã đầy hoặc thiếu điện họ đành từ bỏ những người thân yêu một cách chóng vánh trước khi cái nóng trái mùa ập đến. Họ nói lời cuối cùng ngắn gọn về các thi thể, cầu nguyện cho linh hồn được yên nghỉ trước khi khiêng đến Nghĩa Trang gần đó. Reuters cho biết đã phỏng vấn hơn 30 người ở giải Gaza và hầu hết đều đồng tình với quan điểm của Hamas. Họ mô tả một bức tranh kinh hoàng và tuyệt vọng trước tình hình bạo lực tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến. Biên giới duy nhất còn lại của giải đất là phần giáp với Ai Cập đã bị chính quyền Ai Cập phong tỏa, khiến những người dân ở giải Gaza rơi vào tình cảnh mắc kẹt. Họ lo ngại điều tội tệ nhất vẫn chưa đến, bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trên bộ khi Israel tiếp tục trả thù vụ tấn công đẫm máu nhất của Hamas trong lịch sử 75 năm của đất nước. Trong cuộc đột kích bất ngờ ngày 7 tháng 10, các chiến binh Hamas giết chết hàng trăm người Israel, bắt hàng chục người khác làm con tin. Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự và giải Gaza. Ngày 11 tháng 10, ông tuyên bố Israel sẽ xóa sổ Hamas khỏi bề mặt trái đất. Nơi nằm gần biên giới với Israel là một trong những khu vực đầu tiên bị tấn công khi Israel triển khai chiến dịch trả đũa. Ở đây, với nhiều con đường và tòa nhà bị phá hủy, khiến hàng nghìn người không còn chỗ ở. Người đàn ông 31 tuổi cho biết anh đã trốn khỏi thị trấn này từ cuối tuần trước cùng với người vợ đang mang thai, cha anh em, anh chị em họ hàng và gia đình. Họ lái xe đến trại tị nạn bên bờ biển, nơi họ hy vọng sẽ an toàn hơn, nhưng các cuộc không kích cũng bắt đầu nhắm vào khu vực đó nên họ phải chuyển đến một huyện khác sâu hơn về phía đông. Ngày 10 tháng 10, một cuộc không kích đã tấn công tòa nhà nơi Kavanen và gia đình anh đang trú ẩn, khiến tất cả thiệt mạng, ngoại trừ Kavanen. Kavanaugh đang ngồi trên vỉa hè gần hàng trăm người khác ở khu đất trống cạnh bệnh viện, nơi anh đang phải điều trị vết thương. Những người ở đó nói rằng họ hy vọng ở gần bệnh viện có thể giúp họ tránh các cuộc bắn phá. Bây giờ tôi thành người vô gia cư. Có lẽ ở đây an toàn? Có thể không? Có vẻ không nơi nào an toàn. Dayer, 45 tuổi, cho biết khi đang ngồi trên nền đất gần bệnh viện. Một số người ở bên ngoài bệnh viện mang theo chăn hoặc giải bìa cứng để ngủ. Một số khác nằm luôn xuống nền đất. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 175.000 người ở giải Gaza đã rời bỏ nhà cửa kể từ hôm 7 tháng 10. Một số cơ quan viện trợ ở giải Gaza cho biết điều kiện ở giải Gaza hiện nay đang trong tình trạng tồi tệ nhất mà họ có thể nhớ được, kể cả so với những đợt xung đột lặp đi lặp lại và 16 năm bị Israel phong tỏa kể từ khi Hamas lên nắm quyền năm 2007. Sau một cuộc nội chiến ngắn ngủi với lực lượng trung thành với phe của Tổng thống Palestine, Tại một bệnh viện khác, bác sĩ của tổ chức bác sĩ không biên giới cho biết nguồn cung cấp y tế đã thiếu trong nhiều năm cuộc bao vây gia tăng của israel càng khiến cho nguồn dự trữ cạn kiệt nhanh chóng có thể sau vài tuần nữa nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này trong vài ngày nữa thì hệ thống y tế sẽ sụp đổ. Ông Mugashev cho biết khi đang phải ngủ trong bệnh viện vì nhà riêng của ông đã bị phá hỏng trong một đợt tấn công. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết những người Việt mắc kẹt ở các điểm nóng giao tranh giữa Hamas, Israel cho đến nay cơ bản an toàn. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình kiều bào Việt Nam ở sở tại trong cuộc trao đổi. Năm du học sinh ở điểm nóng Sderot tâm lý tốt. Trong trao đổi với một kiều bào Việt Nam trước đó, thì chúng tôi đã nắm được thông tin có người Việt ở các điểm nóng giao tranh tại Israel. Khi được hỏi về thông tin này, Đại sứ Lý Đức Trung cho hay, có khoảng 20 người Việt ở các điểm nóng, đặc biệt có 5 du học sinh ở thành phố Sderot, thuộc Israel, nơi cách biên giới với giải Gaza chỉ 10 km. Chính vì sự nguy hiểm ở khu vực này nên họ đang nhận được mức độ ưu tiên cao nhất, được các đơn vị tiếp nhận chăm sóc rất tốt và được lực lượng an ninh sở tại hỗ trợ rất nhiều. Cơ bản đến nay, họ vẫn an toàn phát huy được phẩm chất của thanh niên cũng như trí tuệ của người Việt Nam khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Họ cũng được thầy cô giáo ở các trung tâm nông nghiệp đánh giá rất cao vì có kỹ năng ứng phó tốt, ông Trung nói. Sau khi quân đội Israel kiểm soát lại các khu vực bị tấn công, các sinh viên này đã có thể duy trì liên lạc với đại sứ quán, bà con trong cộng đồng người Việt và các nhóm sinh viên ghi nhận hiện tại tâm trạng của họ vẫn thoải mái các cơ sở tiếp nhận đã cam kết khi tình hình cho phép sẽ chuyển họ đến những nơi an toàn hơn đại sứ Lý Đức Trung thông tin thêm người Việt ở Israel tương thân tương ái trong hoạn nạn trong ngày 10 tháng 10 giờ địa phương ở các khu vực lớn của Israel nhất là khu vực miền trung và thành phố Tel Aviv người dân đã phải chạy tránh trú nhiều lần khi có còi báo động không kích các cuộc tấn công lắng xuống vào buổi đêm sau một đợt phạo, báo động không kích mới đã vang lên vào trưa 11 tháng 10. Tần suất không kích trong những ngày vừa qua diễn ra chủ yếu xung quanh giải Gaza. Theo nhận định của Đại sứ Lý Đức Trung, lực lượng Hamas có thể đang ngăn cản nỗ lực của Israel nhằm kiểm tra hiện trạng trong khu vực nước khi tiến hành giải cứu con tin. Ông cũng cho biết công dân của hơn 20 nước đã trở thành nạn nhân trong các đợt tấn công trong những ngày vừa qua. Rất may mắn, bà con người Việt đến thời điểm này vẫn an toàn. Không chỉ vậy, họ còn tham gia phát động phong trào và tình nguyện giúp đỡ những người là nạn nhân ở Israel. Khi nhiều gia đình phải rời khỏi khu vực gần giải Gaza về những nơi an toàn hơn như thủ đô Tel Aviv, nhiều người Việt đã hỗ trợ ăn ở cho họ. Người Việt hiện vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái rất tốt, bản lĩnh của người Việt cũng được thể hiện tốt trong thời điểm này nên bà con trong nước có thể yên tâm, đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh. Theo nhà phân tích chính trị người Nga Vomenko các hiệp định Adaham năm 2020 là quả bom hẹn giờ đã phát nổ trong cuộc tấn công của Hamas vào tuần trước nhằm vào Israel. Ngày 7 tháng 10, lực lượng Hamas đã mở cuộc tấn công Israel với quy mô chưa từng có, bắn phá nước này bằng tên lửa và tiến hành xâm nhập qua biên giới trên bộ cảnh tàn sát chết chóc và phá hủy xảy ra sau đó hàng nghìn người chết và hàng nghìn người bị thương ở cả hai phía bao gồm nhiều dân thường khi israel đáp trả bằng lời tuyên chiến toàn diện và bắn phá không ngừng vào giải gaza Xung đột lẻ tẻ giữa Israel và Palestine vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng lần này thì khác, không chỉ vì số lượng nạn nhân quá lớn của cả hai bên chỉ trong vài ngày, mà còn vì cuộc xung đột như vậy có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn, có thể là cuộc chiến tranh chính thức đầu tiên kể từ năm 1973 với Israel. Rủi ro là rất lớn, nhưng người ta có thể đặt câu hỏi chính xác thì nó đã diễn ra như thế nào, tại sao lại xảy ra vào lúc này, và nó liên quan như thế nào đến bối cảnh rộng lớn hơn không chỉ của Trung Đông mà còn của thế giới một trong những câu hỏi trả lời liên quan đến hai từ hiệp định abraham việc mỹ thúc đẩy tạo ra một biện pháp xoa dịu một chiều không cân bằng và hiệu quả đối với các hành động của israel cùng với nỗ lực sử dụng điều đó có thể đã cô lập iran đã dẫn đến việc hamas tính toán rằng cách duy nhất để cứu vãn là phát động một cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện khi làm như vậy, mục tiêu của phiến quân không phải là tiêu diệt trực tiếp Israel, bởi vì chúng ta phải thừa nhận rằng một kết quả như vậy là không thể xảy ra. Đúng hơn, mục đích của họ là nhằm xoay chuyển làn sóng ngoại giao và chính trị trong khu vực chống lại Israel và Mỹ dưới danh nghĩa một cuộc thánh chiến mới. Các hiệp định Abraham là một sáng kiến hòa bình được chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng vào năm 2020 nhằm tìm cách khiến cho các nước Arab đơn phương công nhận nhà nước Israel mà không cần chính Israel đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến vấn đề nhà nước Palestine. Thông qua các hiệp định được thúc đẩy bởi đường lối ủng hộ Israel mạnh mẽ của cựu ngoại trưởng Michael Pompeo, Mỹ đã thành công trong việc khiến các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, Sudan, Maroc và Brazil mở cửa quan hệ ngoại giao với Israel. Washington đạt được những thành công đó bằng cách đơn phương nhượng bộ với các quốc gia này như một phần của thỏa thuận, chẳng hạn như loại Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố hoặc công nhận chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara. Theo nhà phân tích chính trị thì hiệp định Abraham không phải là một sáng kiến hòa bình thực sự công bằng vì tất cả những gì chính quyền Mỹ làm là thúc đẩy các nước để đứng về phía Israel và từ bỏ Palestine thay vì tìm kiếm hòa bình ở một trong những cuộc xung đột sôi sục nhất trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong 24 giờ qua, theo hướng Kupian, các đơn vị từ lực lượng Japat của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của các phân đội xung kích 32, lữ đoàn cơ giới 115 và lữ đoàn tấn công miền núi số 10 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Ivanoka, Sinkoka, vùng Kharkov, Makajevka, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Lực lượng Nga cũng cải thiện tình hình chiến thuật ở tuyến tiền đạo. Ở hướng trên, Ukraine có 280 binh sĩ thương vong, mất một xe tăng và hai xe cơ giới. Ngoài ra, trong quá trình tác chiến phản pháo, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất và một pháo tự hành Vozika của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Một kho đạn của lính đánh thuê nước ngoài bị Nga phá hủy gần Vochan, vùng Kharkov. Theo hướng Karasny-Liman, các đơn vị từ lực lượng Sen của Nga, Máy bay trực thăng, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các phân đội xung kích của lữ đoàn cơ giới 67 AFU gần khu lâm nghiệp Sereborianskoi. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhắm vào nhân lực và trang bị của lữ đoàn tác chiến đặc biệt AYOT số 12 của AFU, lữ đoàn cơ giới số 63 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 5 ở phía nam Kubino, Chevonaja Di và Toskoi, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ở hướng trên, AFU tổn thất tới 65 binh sĩ và hai xe bán tải. Trong quá trình phản pháo, quân Nga đã bắn trúng một pháo tự hành Keza do Pháp sản xuất, ba hệ thống pháo tự hành MSTAS, một pháo tự hành Akashija, một pháo tự hành Vozika và một pháo tự hành D-30, một hệ thống RM-70 do Séc sản xuất. Hướng Donetsk, các đơn vị lực lượng chung của Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã cải thiện tình hình chiến thuật tại các tiền tuyến gần Adejevka, Donetsk ngoài ra do các cuộc tấn công vào lực lượng lữ đoàn cơ giới số 31 AFU gần Ocha Retino Donetsk AFU có tới 90 binh sĩ thương vong và mất 10 xe cơ giới Markpro do Mỹ sản xuất ở hướng trên Ukraine có 330 quân nhân thương vong mất một xe tăng một xe bọc thép chở quân bốn xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới trong 24 giờ hai hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất và một pháo tự hành D20 đã bị vô hiệu hóa trong cuộc chiến phản pháo một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 110 AFU đã bị phá hủy gần Oloka, Donetsk. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga cùng máy bay trực thăng và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 72 AFU và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 Ukraina gần Uleda và Volianoi, Donetsk. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 155 binh sĩ và 4 phương tiện cơ giới. Trong quá trình phản công, quân đội Nga đã vô hiệu hóa một hệ thống pháo m 77 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, một pháo phản lực FH-70 do Anh sản xuất, một hệ thống pháo tự hành MSTAS và pháo tự hành Vozika. Theo hướng Japorohi, hai cuộc tấn công của AFU về phía tây bắc Verbovoi, vùng Japorohi đã bị đẩy lùi bởi lực lượng Nga cùng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Ở hướng trên, 20 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, hai xe cơ giới, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-20 bị vô hiệu hóa. Theo hướng Kherson, Ukraine mất 45 binh sĩ, 11 phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo M777 và một pháo tự hành D-20 đã bị phá hủy. Ngoài ra, một radar tác chiến phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Britnesprokoi, vùng Kherson các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của AFU tại 127 khu vực trong ngày. Một máy bay chiến đấu MiG-25 của không quân Ukraine đã bị phá hủy tại sân bay Dogisevo, vùng Dnipropetrovsk. Ngoài ra, một trạm radar ST-68U của Ukraine dùng để phát hiện, nhận dạng và theo dõi các mục tiêu trên không đã bị phá hủy gần Malova, Varoka, vùng Nikolaiv các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả bom dẫn đường GDAM, bảy tên lửa chống bức xạ HAM và bốn quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất trong ngày. 41 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Romanoskoi, Ocharetovatoi, Ichekovo, vùng Japorohi, Vasilieka, Pechanoka, vùng Kherson, Paraskevejevka, Kariloka, Atiomos, Nikolajevka, Pesky, Pochanka và Novodorojevsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Kyrgyzstan vào hôm 12 tháng 10, chuyến công du nước ngoài hiếm hoi kể từ khi ông bị Tòa án hình sự quốc tế ICC truy tố hồi đầu năm nay. Theo TASS, ngày làm việc đầu tiên 12 tháng 10 sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Kyrgyzstan Sadi Japarov tại dinh thự bang Ala Acha. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành đàm phán và ký kết một số văn kiện song phương cũng như phát biểu trước báo giới. Cuối ngày 12 tháng 10, ông Putin sẽ tham dự một sự kiện dành riêng cho lễ kỷ niệm 20 năm căn cứ không quân Nga ở Khan. Cũng trong ngày, Tổng thống Nga dự kiến hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev. Vào ngày 13 tháng 10, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, cộng đồng các quốc gia độc lập mà Kyrgyzstan đăng cai tổ chức. Các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan sẽ bỏ qua cuộc họp này vì mối quan hệ của Yerevan với Moscow đã dạn nứt do căng thẳng ở khu vực Nagorno-Karabakh. Theo AP, đây là lần đầu tiên trong năm nay Tổng thống Nga đi công du nước ngoài. Vào hồi tháng 3, ICC đã ban lệnh bắt giữ ông Putin về việc đưa trẻ em Ukraine về Nga. Các quốc gia đã ký và phê chuẩn quy chế Rome, nơi thành lập ICC, có nghĩa vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đặt chân lên đất của họ. Vào tháng 8 vừa qua, tổng thống Nga bỏ qua hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS ở Nam Phi, trong bối cảnh Nam Phi là thành viên ICC. Điện Kremlin cho biết Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và tuyên bố lệnh bắt tổng thống Putin là vô hiệu. Kyrgyzstan không phải là một bên ký kết Quy chế Rome. Ở Trung Á chỉ có Tajikistan tham gia ký kết. Ông Putin đã tới cả hai nước vào năm ngoái. Ông cũng đến thăm các quốc gia Trung Á khác vào năm 2022, cũng như Armenia, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Cuối tháng này, ông Putin dự kiến đến Trung Quốc. Tháng trước, ông cũng đã nhận lời mời đến thăm Triều Tiên, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào chuyến đi sẽ diễn ra. Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn các nước tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 10, đã công bố viện trợ quân sự cho Ukraine và tái khẳng định các cam kết trước đó. Theo tờ Urinform, phát biểu trên được nguyên thủ quốc gia Ukraine đưa ra trên tài khoản Twitter cá nhân. Theo truyền thông Ukraine, vào ngày 10 tháng 10, các cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine cấp bộ trưởng quốc phòng đã được tổ chức tại Bruxelles, Mỹ. Tờ Urinform cũng cho hay, ngày 11 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã tới trụ sở NATO ở Bruxelles và có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nhấn mạnh vai trò lãnh đạo quan trọng của Tổng thư ký NATO trong việc điều phối công việc của liên minh và đưa ra các quyết định hỗ trợ Ukraine. Ông Zelensky cũng nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác của Ukraine với các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới nhằm thực hiện các tiêu chuẩn của NATO trong ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng tương tác với liên minh. Tổng thống Nga Putin đã có cuộc tiếp đón Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani tại Điện Kremlin. Tại cuộc gặp, ông Putin đề cao sự hợp tác về an ninh năng lượng trong khuôn khổ liên minh OPEC+. -Cộng. Tại cuộc hội đàm vào ngày 10 tháng 10, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Iraq Mohamed Sia al-Sudani tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có hoạt động của các công ty dầu mỏ Nga ở Iraq. Các khoản đầu tư của Nga ở Iraq trong tương lai sẽ có tổng trị giá khoảng 19 tỷ USD. Chúng ta đã thành công trong việc điều phối OPEC cộng và ổn định thị trường năng lượng thế giới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau trong tương lai, ông Putin chia sẻ với Sudani opec cộng là liên minh mở rộng bao gồm các thành viên trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec nơi iraq là nước sản xuất dầu lớn thứ hai sau ả rập xê út ông putin đặc biệt quan tâm đến liên minh này bởi một phần ba ngân sách của nga đến từ việc kinh doanh dầu khí cuộc gặp giữa tổng thống putin và thủ tướng sudani diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas đang leo thang trong một tuyên bố gần đây, ông Sudani nhấn mạnh lập trường ủng hộ Palestine của Iraq, đồng thời kêu gọi Nga hỗ trợ, ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Palestine của Israel bằng tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ông Putin khẳng định sự bùng nổ bạo lực giữa Israel và Hamas cho thấy sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông và cho biết Nga đã liên lạc với các bên liên quan khi cuộc xung đột xảy ra. Sau cuộc gặp tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Thủ tướng Sudani gặp lại nhau tại diễn đàn năng lượng diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.